Chào các bạn, mình là Lam. Mình chuyên thái lấm cho koreashop24h.com. Đấy. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thái lấm này. Đây là lấm linh chi nha các bạn nhá. Đấy. Thế cái thái lấm này là ban đầu thì mình phải thái một lửa ra đúng không nhỉ? Đúng rồi, mình phải thái một lửa ra cho nó dễ nhá. Đấy, thì đây là mình đã cắt một nửa ra rồi này. Thì mình thái nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ cắt một cái thì nó sẽ rất là khó. Đấy, còn cây, trước khi mình thái cây nấm này thì mình phải đặt chiều này nhá. Còn bạn nào đặt chiều này thì cũng được. Nhưng mà đặt cái chiều này lên trên thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, nhìn là cái nát nấm nó sẽ nhìn nó không bị nát. Rồi. Mình đặt lên và mình từ đầu mình sẽ phải cắt cái gốc này đi đã. Đấy. Rồi. Bước thứ hai là mình sẽ đặt cái mép của nó này, mình đặt vào, mình đặt cắt cho nó mỏng thôi nhá. Đấy, cắt mỏng. Anh quay phim quay ở chỗ này để xem cắt mỏng không nhá. Đấy. Đây, lấm là nó rất mỏng này các bạn này. Đấy, nó rất là mỏng. Đây là lấm linh chi Hàn Quốc, là loại này rất tốt các bạn ạ. Cái lấm này chỉ có ở koreashop24h.com là đơn vị độc quyền của cái loại lấm linh chi Hàn Quốc này. Còn các chỗ khác chỉ là các đại lý nhỏ lẻ của koreashop thôi các bạn nhé. Đấy. Thế mua lấm ở bên mình là có được thái miễn phí không nhỉ? Mua lấm bên mình được, hoàn toàn được miễn phí nhá. Lấm bên mình cứ mua là được thái miễn phí, nếu mà ai không cần thái cũng được. Còn bên shop là sẽ hỗ trợ thái lấm cho tất cả các bạn trên toàn quốc. Đấy. Và mặt hàng này là miễn phí vận chuyển, chứ như các chỗ khác là mất phí là hơi cao đấy. Nhưng mà đối với koreashop là thương hiệu uy tín là sẽ không phải mất phí. Đấy. Nhiều thỉnh thoảng thì koreashop sẽ có chương trình khuyến mãi cho các bạn này, và có những chương trình đặc biệt cho khách hàng mua lại. Đấy. Nhưng ai mà mua một lần rồi mà mua lại sẽ có những chương trình rất là ưu đãi. Koreashop là có rất nhiều mặt hàng Hàn Quốc. Các bạn có nhu cầu thì cứ đặt hàng qua bên mình, vì bên mình là đơn vị uy tín hàng đầu mà. Đấy, như các loại là sâm lấm này rồi thì đông trùng hạ thảo, thuốc chống xe bên mình có hết các bạn nhá. Cả các đến các đồ vật dụng này, các đồ lồi cơm điện có hết. Nếu mà các bạn có nhu cầu mà mua lấm linh chi thì các bạn hãy truy cập website koreashop24h.com và hoặc theo số điện thoại 0904886428. Đấy, và có chương trình gọi là ưu đãi cho các bạn là có một phiếu voucher giảm trị giá là 100.000. Đó, nếu mà bạn nào là nhanh tay đặt hàng sớm nhất trong cái video này. Đấy, cảm ơn các bạn.